Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay nhé. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có dòng chữ hạt thóc nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có dòng chữ hạt gạo. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục vào đây các bạn. Đây là phần màu cam của mình, đây là phần màu cam của mình đã chọn xong. Cái vòng tay của mình đã sắp xong rồi nha.
Mấy câu nói sau nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục câu hỏi nhé các bạn. Chương vòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Chương vòng của mình đã hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể ấn một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh cho mình nha.